anh em này. Ui, đây đây. Đây. Không kiếm lại được tí rau nữa nhỉ, nhiều rau vào đây không có chua ấy. Chèn xuống rồi chấm. Vì hôm sau chết rồi, hôm đấy hôm trước về rủ làm cái vậy. Rủ làm cái, bây giờ chưa rủ làm cái về. Con dao của anh Thắng này, con đấy dễ hơn. Đặt đen đấy, cầm rưỡi đấy. Tâm lưng bắt nước chấm cầm hành của Quỳnh. Để đúng. Chúng nói nó đẹp, nó tươi, nó sống. Tôi đẹp, nó tươi thì mang lên cho cháu làm thôi. Chín cất cất cất. Đây có rồi. Cho biết rồi mà. Bỏ ra. Có gì thì đi đây. Mang rồi. Bắn thích mặt đây. Tôi à? Tôi. Ok. Món chua này mang gì đấy? Món xào. Món xào mang món xào. Đấy. Đó, con gì đấy hả? À, tên là con xì hết rồi. Cái giá ở đâu? Đó rồi. À, đây à? Đấy, được, à, hết. Thạch mà. Chạy hết, lâu cần chạy hết. Tắt cho tí nước đi vào. Không hết nhỉ? Tôi thì không nước vào. Thái thì không nước vào. Lấy thì hũ nổi cho thơm. Lâu đi. Cho vào cá cùng luôn. Trên mây phố nó bụi tập tay. Con nát Quỳnh tụng này đấy. Lý thì là cứ phải vứt ở dưới thì là ok mà. Dạ, đây không nói à? Đây, ba nước chấm thần hành đây. Ngon đấy. Được. Bỏ ra luôn. Cái này hay à? Không ngon đâu. Không có gần này xuống à? Không có gần này xuống à? Đảo nó. Nấp vô đâu. Cơm nhỏ luôn cả luôn à? Bắt lên luôn luôn. Có bà trên luôn cái ô nữa. Xong nhá. Thì đen. Thế anh Quỳnh nhìn thấy lợn trắng gì vậy? Anh ơi. Anh chỉ là nhìn thấy con lợn màu trắng nhưng mà có con lợn đen nhưng có màu trắng rồi.
Ui dồi, tuyệt vời, tuyệt vời. Đi thôi, anh Thái bé bé đó. Mỏng mỏng bé cái mỏng. Mới có được lâu à? Đấy, anh Thái ngắn. Đấy, một đôi đăng ký, đấy, anh Thái. Không lộ anh Thái được. Rồi, để chúng mình học rồi. Để chúng mình học. Rồi, tài lo chân. Đấy, rồi, nó kinh ở chỗ này. Thành thằng bóng, thành. Mỏng cái này. Đấy, bối nó tí nhỉ. Thôi, không thằng kéo điện đi. Thì văng đi vào. Cái này cũng lắp bên này kia là không cái đèn treo là đẹp nhé. Cái này để giữa lắp con nhé. Cái nhau này gói vào cái này này, cái này gói cái cho tôi này ăn này. Đừng hả? Thôi thì tôi lại ngồi. Tôi lại ngồi. Còn cái chén này. Hiểu rồi. Vâng. Đấy cái là gót đâu? Đấy cái gót. Nó lại vừa lên cho nó mới đặng được ạ. Một đèn này, đèn này, đèn này, đèn này. Không, không phải vừa đâu. Thôi, khai mặt thôi. Ui, đây đây. Đây chứ, đây chấm bây giờ. Thôi, chồng chưa nhập tiếu đây đi. Ờ, đi đâu rồi, khổ lắm rồi nè. Đó, chồng mình nhá. Anh cái gì nhỉ? Lại, anh lại. Đây là thông chồng, đây là chị Quỳnh Minh. Anh cái gì? Cô đưa chồng. Kẹt lắm. Em tên Quỳnh. Đau bụng hết nhỉ? Không quay lại đi vệ sinh tí. Để đợi nhé. Đi làm cũ rồi. Hành trình đi về. Hello. Hi. Bình ngõ. Một chai đi một lúc rồi anh em hết.